Xin kính chào cô chú anh chị em. Hôm nay shop Lê Quốc Đầu Xưa xin giới thiệu đến anh chị em là một cái bộ bàn, bộ tủ nha. Một cái tủ anh em ha. Đó, đây là một cái tủ toàn bộ là gỗ chắc nha, phía trước mặt tiền nha anh em. Toàn bộ đây là gỗ chắc nha. Những khung những này là chạm chỗ là toàn bộ bằng gỗ chắc nha anh em. Xương khung là bằng gỗ chắc. Và hai bên miếng, hai cửa tủ là hai miếng nung nha. Đó, hai miếng hương nung rất là đẹp nha anh em. Tủ này là hương anh em ha. Trên là liền tích nha, không bị răng nứt gì hết nha anh em ha. Đủ hương nha. Đó, toàn bộ sử dụng bằng khung gỗ chắc nha anh em nha. Toàn bộ là chắc hết nha, rất là dày. Nguyên miếng nè, nguyên cái đố này quay vô đây. Đó, nguyên cái tấm gỗ chắc nha anh em ha. Đó, anh em thấy không, gỗ chắc nè, nguyên miếng rất là lớn nha. Đây là cũng mấy phần nè, 3 phần nha. Đó, nguyên miếng là 3 phần hết nha. Đó. Đó, đây là mặt nu nha anh em ha. Đó, hai cánh thì nu. Đó, đây cũng là một cái miếng siêu phẩm của tủ buffet ha. Đó. Ở đây nè, chỗ đây nữa nè. Đây. Nu nha anh em ha, hai mặt nu nha. Đó. Anh em thấy cái chạm chỗ hai băng không? Đây là mặt trong nha. Mặt trong nha. Đó, anh em thấy cái đố không? Đó, này cũng chắc không nha anh em. 3 phân rưỡi luôn. Nè. Gỗ chắc tới 3 phân rưỡi nha, nhưng cái đố rất là bự nha. Những người nghệ nhân xưa người ta chạm chỗ nha. Đây, đóng cửa lại. Đấy, anh em thấy từ xa không? Đó, chạm chỗ nè. Đó, tôi sẽ quay từ bên phải qua bên trái cho anh em xem nha. Kỹ thuật người thợ xưa rất là giỏi nha anh em ha. Sử dụng bằng tay nha. Đó, chim nè. Đó, phụng nè. Cá nè. Anh em không? Đó, quay cho một vòng cho anh em ha. Toàn bộ sử dụng gỗ chắc hết anh em nha. Đó, những cái này là chắc hết, đục bằng tay nha. Kỹ thuật xưa đúc bằng tay nha anh em. Đó, đây là siêu phẩm nha, bịch đủ bút. Đó, đây còn nguyên con nha. Đó, đẹp nha. Hai bông hồng. Đó, kỹ thuật bằng tay nha, cũng chắc hết nha anh em ha. Tủ bút phê gỗ chắc. Đây, còn đây nữa là mở ra được anh em. Đây, nguyên một cái miếng gỗ chắc luôn. Đây, đo cho anh em xem. Đó, hai phần mấy luôn nè. Đó, bằng cái cửa nha anh em ha. Cái đây chỉ gắn kiến với là xong nha anh em ha. Đó, con này cái học trong của nó nè. Đó, những nghệ nhân xưa rất là giỏi, đục rất là hay. Đó, tủ ở buffet gỗ chắc mặt nu, hai mặt nu và trên mặt trên đây là hương nha anh em. Đó, đây trên mặt nha, quay cho anh em xem nè, liền bon luôn, nguyên mặt bàn liền bon luôn. Đó, anh em thấy không, liền luôn nè, nó muốn lên nu luôn anh em ơi. Đó, nó muốn nu luôn nè, cái đường vân nu nè. Đó, rất là chắc chắn nha. Đó, anh em thấy không? Đó, mặt tủ rất đẹp nha. Anh thấy muốn nu hết rồi, mặt hương đẹp quá. Giống như muốn qua thành cẩm luôn. Quá đẹp. Đó.
Cái tủ này á, là bên hông á anh em, bên hông là hương và mặt trên là hương luôn nha. Đó, hai bên hông nha, hai bên hông bên đây. Đó, sau lưng cũng sử dụng bằng hương luôn anh em, hai tấm hương nè. Đó, hai tấm của hương luôn nha, phía sau tủ nha. Đó, phía sau tủ đây là bằng hương hết nha, sử dụng gỗ hương hết. Đó, mặt bên đây cũng hương luôn nè. Đó, nó mặt đây cũng hương luôn nha, hương luôn. Toàn bộ khung là bằng cát ách nha anh em. Đó, tủ buffet được cố chắc. Đó, có tình tiết hoa văn rất là đẹp nha anh em ha. Đó, trúc nè, chim nè, cá bơi lội nè, không? Đó, sát vô thấy là đẹp. Đó, người nghệ nhân xưa người ta rất là tập trung vào những cái đường nét. Đó, anh em chiêm ngưỡng những cái siêu phẩm tủ buffet gỗ chắc nha anh em ha. Cái này chỉ là gắn cái kiến vô nó là xong nè. Đó, này là gỗ hương nha, phía sau là gỗ hương nha, anh em thấy nè. Còn bên đây là dán nha. Đó, này gỗ. Còn mặt sau là hai miếng hương nha anh em. Đó, hai miếng này là hương nè. Nha, phía sau tủ buffet này là hương nha. Tủ buffet gỗ chắc chạm chỗ rất là công phu anh em ha. Anh em nào không hiểu không rõ alo cho shop. Anh em nào mới vô cho shop một cái like đăng ký nha. Những anh em nào theo dõi rồi là chia sẻ để shop có động lực đi sưu tầm những món đồ quý hiếm cho cô bác anh chị em về chiêm ngưỡng nha. Đó, những cái bộ shop đi rất là kỳ công nha anh em, toàn bộ gỗ chắc hết, hai mặt là luôn nha anh em. Đó, anh em chiêm ngưỡng nha. Đó, tủ chắc này trên thị trường rất là hiếm nha anh em, tủ buffet gỗ chắc nha. Anh em có nhu cầu giao lưu thì alo trực tiếp cho shop. Anh em là thiện chí thì cứ alo cho shop, shop quay trực tiếp và báo giá trực tiếp cho anh em. Và sau đây shop sẽ đo cho anh em xem chiều cao của cái tủ là 99 nha, 99 nha. Chiều ngang của cái tủ là 49. Ở đây là 48, qua đây là 49 nè, 49 nè. Và chiều ngang là chiều dài là 217. 217. À, chiều rộng là 49 anh em ha. Chiều cao 79. Đó, tủ buffet này rất là quý hiếm anh em ha. Dạ, dạ mong cô chú anh chị em đăng ký cho shop và một cái like nha. Anh em không hiểu không rõ thì alo cho shop. Bộ này mới sưu tầm về tới nên quay cho anh em nha, chiêm ngưỡng.
Cuối video clip, cảm ơn anh em đã xem hết clip này. Ai muốn mua bán, trao đổi thì liên hệ qua số điện thoại của shop Lê Quốc Đồ Xưa. Nếu ai rảnh, mời đến cửa hàng tham quan, rất hân hạnh chào đón. Mong anh em cho một cái like, đăng ký. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin cảm ơn.